Vâng, lên nhanh cho bác hai con vang số X12 Plus hàng bãi xịn nhá. Đấy, có một con là tên là Senison S65 và một con là AP580. Đây là X12 bản Plus. Và con dưới rất là đẹp. Con dưới thì là có ba có dàn đèn, đây có dàn đèn này. Và tất cả cái nút menu ấy nó hiện ở đây. Đây này. Mic, nhạc và có thể di chuyển này. Cả là di chuyển eco reverb, tức là những cái tính năng nút cái tính năng và gọi cái tính năng mix A, mix B, eco reverb nó gói gọn trong cái menu này. Đấy, con này khác một chút các bác nhá. Thì con này thì có chỉ có 3 chế độ gọi nhanh thôi và có khiển đấy nhé. Em sẽ tặng khiển đầy đủ hết. Đấy, có khiển đầy đủ hết nhé. Đấy, con này rất xịn sò, mặt nhôm phay và cái phím này của phím nó toàn bộ là phím cao su, không phải là phím cứng. Phím cao su bi. Đấy. Thì về được có hai con thôi. X12 thì có 3 phiên bản: X12 trơn, X12 Plus và X12 Pro. X12 trơn thì bắt đầu từ 2017. Thiết kế 2017, X12 Plus thì 2019 đây này bác này, body paint nó ghi 2019. Và X12 Pro thì bắt đầu từ 2021. Bắt đầu có X12 Pro. Và con này thì là sơ đồ khối á, thì các bác nhìn nó hơi khác X12 một chút. Nhưng về tổng thể nó đều giống nhau, họ ít nhảy giống nhau. Chip thì 21489, chip vuông. Đấy. Con này khác với là X12 Pro là nó chạy một định nguồn. X12 Pro thì có hai định nguồn ở cho con body SP này. Và con này thì em cũng bán nhiều rồi. Bán nhiều hôm nay chỉ về có lẻ có hai con thôi. Bao đẹp các bác nhé. Có một đặc biệt là X12 ở đời này thì cái xuất âm đầu ra này, xuất âm đầu ra này. Các bác cho một con vang số hay hay không thì này là do chất âm quyết định là ở xuất âm đầu ra. Chip DSP chỉ là quyết định cái tính năng của con vang, tính năng của con vang và xử lý tổng thể giải mã khi trước khi xuất âm của con vang. Thường người ta sử dụng chip Mỹ vì chip Mỹ đánh to nó không bị ồn, và còn lại cái xuất âm cuối cùng để ra loa thì là phụ thuộc vào giải mã đầu ra và xuất âm đầu ra. Riêng con X12 Plus thì xuất âm đầu ra của hai cổng này này, hai cổng MRMN thì sử dụng toàn bộ là chip là PCM 1789. Riêng ở 12 Plus ấy, thì con này là sử dụng xuất âm đời cao hơn ở cái cổng cổng MRMN này. Đấy, là sử dụng xuất âm đây là PCM 1794, tức là nó cao hơn. Bình thường ở X12 các bác đã từng gặp vào 1789 là cao rồi. Nhưng riêng X12 Plus, riêng xuất âm đầu ra, giải mã đầu ra của cái cổng MRMN thì sử dụng chip 1789. 1794. Đấy, còn các cổng còn lại là sử dụng 1789, giải mã mic là AKM, thiết kế là ok. Thì con này thì là về sơ đồ khối với X12 với X12 Plus nó cũng không khác nhau nhiều, chỉ thay đổi cấu hình một chút. X12 Pro thì thay đổi những cái tụ xuất âm thì là ESS và định nguồn thì là dùng hai con định nguồn, tức là một con này là có hai con định nguồn hai bên thì nó sẽ ổn định hơn về dòng điện. Ok, còn thiết kế là không có gì thay đổi nhiều. Xuất âm khác nhau thì chất âm nó cũng khác nhau. Em về có hai con nhé, em về cứ về đến đâu là vệ sinh nhân xong là đăng bán luôn. Hai con này bao zin tặng khiển đầy đủ cho bác. Em báo giá cho bác là 3.400.000 một con. Bảo hành 3 tháng. Bảo hành 3 tháng đầy đủ nha các bác nghe chất âm này. X12 ở đời này đều có Dynamic EQ. Ở con này thì đẹp hơn một chút này, con này có dàn đèn. Các bác nhìn dàn đèn này. Đi đi 1 2 5 5 Đấy, ok. Đây, ba nút chính thì nằm ở đây thì con này các bác cực kỳ dễ tinh chỉnh. Cực kỳ dễ tinh chỉnh và con đàn đèn nháy rất là đẹp. Ok, mic to, mic nhỏ đây. Mic to, mic nhỏ đầy đủ hết nha. Ok nha bác nhá. To nhỏ này có nút thì tinh chỉnh ở đây. Nói chung con này cũng dễ vận hành và dễ tinh chỉnh. Nó chỉ thay đổi giao diện một cách nhìn một khác và nó có dàn đèn nháy rất là đẹp. Đấy, ok. Đây này. Con này có khiển bác nhá, có khiển đầy đủ. Con này X12 này Plus cũng chỉnh được các chế độ và cũng có khiển các chế độ nhá. Đấy, con này tất cả các tính năng khiển đều có. Ok, và các bác mua thì em sẽ bán nó 3.4 triệu, hai con đẹp hết. Đây, hàng bãi xịn này. Đi 1 2 2 2
5, 6, 7. Đây là chế độ 1, chế độ 2 này. Chế độ 1 này em dùng khiển này. Nên 1, 2, 5, 6, 7. Đây là. Đấy, ok. Chế độ 3. Nên 1, 2, 5, 6, 7. Con này thì em về có 2 con duy nhất thôi. À, và ngày kia thì về thêm 5 con nữa. Đấy, các bác mua ủng hộ X12 Plus nhé, X12 Plus. À, đến thời điểm này thì những dòng X12 thì rất là ok. Rất là ok các bác. À, đủ các bác phiên bản, hàng bãi, hàng mới. X12 Pro là mới, bảo hành 1 năm. Còn hàng này là bảo hành 3 tháng. À, thì X12 Plus nó phân biệt ở cái này các bác nhé. Đây, nó có dây nguồn liền đây này. Có dây nguồn liền đây này. Đấy là nhìn bề ngoài. Còn phía trong thì là sơ đồ khối đều giống nhau, không có gì khác nhau. Giải mã xuất âm ra là khác nhau. Trong một con vang số thì xuất âm đầu ra mới là quan trọng nhất. Bất kể vang nào, cái chip này chỉ là một phần nhỏ thôi. Quyết định chất âm hay không là xuất âm đầu ra, xuất âm tụ này. Đầu ra, giải mã đầu ra. Một con vang số hay không là do xuất âm đầu ra. Đấy, còn lại phần DSP là phần xử lý tín hiệu ở trung tâm, đầu vào, đầu ra và xử lý các tính năng tác vụ như là delay rồi com thì do chip. Do chip và xử lý DSP tổng thể, tức là xử lý tín hiệu số đấy, tổng thể là do con chip này quyết định tổng thể. À, nhưng xong rồi quyết xuất âm đầu ra thì lại phụ thuộc vào hệ thống dàn giải mã ra các cổng này. Đấy là Analog này. Ok. Đấy, các bác mua thì ủng hộ em nhé. 3.400.000 một con. Bao ship tặng đầy đủ phụ kiện cho các bác. Đấy, có 2 con duy nhất thôi. À, em sẽ thử các bác lần nữa này. Chế độ, đây là chế độ 2 đi. Em thử chế độ 2 là Eco dài. Nên 1, 2, 5, 6, 7. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Đấy, các bác mua đủ rồi anh nhá. Xin chào các bác ở những video tiếp theo.